Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Sang đã từng nghe được ở đâu đó một câu nói như thế này: sống trên cuộc đời này á, đôi khi chúng ta không cần phải làm vừa lòng người khác. Chúng ta có thể làm vừa lòng một người, hai người, ba người, năm người, nhưng mà không thể làm nào làm vừa lòng hết 100 người hoặc là 1.000 người. Ngày hôm qua Sang có đăng một cái video là phát lương cuối năm cho mấy đứa, thì Sang nhận được rất là nhiều câu hỏi. Nhất là cái câu hỏi là có thực sự phát lương cho mấy đứa hay không, hay là chỉ trả quay video thôi, xong khi nào mà tắt cái video á, thì thu tiền lại. Tại vì nếu như mà trả như vậy á, thì tại sao nhà mấy đứa nó vẫn sơ sát? Thật sự với mọi người nha, mấy đứa nhỏ đã đồng hành cùng với Sang từ hơn 5 năm rồi mọi người. Thì nếu như mà Sang sống không đúng với mấy đứa thì liệu rằng có ai đồng hành cùng với Sang đến ngày được ngày hôm nay hay không? Tối hôm qua thì Sang cũng rất là buồn, Sang rất là ngại về cái việc mà quay về chuyện tiền bạc này kia. Sang định là sẽ không làm tiếp phần 2, là cái phần mà Sang nói là lên trên bảng để mà phát lương cho anh Huân á. Tại vì người lớn á, mọi người còn sẽ nhiều cái thị phi hơn nữa. Người ta nói đúng á, sống á, thì không cần phải làm vừa lòng người khác đúng không? Nên thôi hôm nay á, Sang quyết định á, là sẽ làm tiếp cái phần này ha, để cho những người mà yêu quý Sang họ xem, còn những người mà không thích xem á, thì họ cũng vẫn phải xem thôi. Thôi sáng hôm nay thì Sang cũng đã chạy xe một đoạn rất là dài lên tới trên gần tới trên bảng của anh Huân mọi người. Cứ tới đoạn này là Sang sẽ dừng lại để cho chiếc xe nó nghỉ. Giờ chiếc xe nghỉ xong á, thì mình sẽ chạy xe lên trên bảng để mà thăm mấy anh em, thăm nhà của anh Huân này, anh Lăng, anh Bảo này kia. Tại vì cũng gần cả 2 năm rồi Sang cũng không ghé nhà anh Huân để xem là gia đình, nhà của mấy anh thay đổi như thế nào này, cũng như là phát lương và thưởng Tết cuối năm cho mấy anh. Bản của anh Huân á, thì còn một đoạn nữa nha. Giờ thì bắt đầu là chạy vào cái đèo này, này để lên trên kia. Nên thôi thì Sang tranh thủ đi sớm nha. Thôi, giờ đi nha mọi người. Xe nãy giờ mọi người thì cũng đã lên tới trên bảng của anh Huân rồi nha. Hôm nay thì Sang lên trên đây á, không có nói cho mấy anh trước, định là phát lương để tạo sự bất ngờ cho mấy anh á. Nhưng mà mấy anh á còn làm Sang bất ngờ hơn nữa, là lên tới trên đây không có ai ở nhà luôn mọi người. Tại vì cái công việc của mấy anh á không chỉ là đi quay video cùng với Sang không, mà mấy anh á có rất là nhiều rẫy vườn tược này kia á, nên thời gian mà không đi quay video á thì mấy anh ở nhà để mà chăm sóc vườn tược này kia. Nên Sang không dặn trước á, là mấy anh đi vào trong vườn để làm hết rồi. Nên giờ thì Sang sẽ phải chạy chiếc xe này này, băng qua cái đoạn đường đất ở đây để đi vào vườn của mấy anh, đi kiếm mấy anh ở trong đó nha. Trước khi vào gặp mấy anh á, thì Sang cũng nói sơ cho mọi người hiểu về cái cách mà Sang gửi lương cho mấy anh ha. Thì Sang cũng gửi như mấy đứa nhỏ vậy mọi người, là gửi theo ngày nha. Đi ngày nào thì Sang sẽ tính tiền và gửi tiền ngày đó, cứ cộng dồn lại một tháng thì sẽ gửi một lần. Thì cũng chia ra thành 2 đợt mọi người. Một đợt á, là đã đi cùng với Sang từ rất là lâu rồi, còn đợt thứ hai á, là mới đi đây hoặc là lâu lâu mới đi một lần. Thì trong nhóm á, người mà đi cùng Sang rất là lâu rồi thì có anh Huân, anh Bảo, anh Nghĩa, anh Lăng. Còn những anh còn lại như anh Hoàng, anh Hàng thì đây là những người mà cũng đi lâu rồi nhưng mà lâu lâu mới đi một lần thôi. Giống như là mùa ông thì anh Hoàng với anh Hàng mới đi cùng với Sang vài ba bữa, còn những ngày khác á, thì mấy anh bận quá nhiều việc nên không đi được. Nên ai đi nhiều thì sẽ lương cao hơn, ai đi từ đầu á, thì sẽ lương cao hơn, còn ai đi ít á, thì sẽ cái phần lương thấp hơn. Như vậy á nên mọi người cũng hiểu rõ cho Sang nha, chứ không phải giống như là Minh với Dảnh thì Sang trả lương cho Minh là 800 rồi Dảnh là 1,3 triệu thì người cứ phân bì. Nhưng mà Dảnh á, đã đi cùng với Sang rất là lâu rồi nên nó mới có cái số tiền đó, còn Minh á, thì nó mới đi đây với lại nó đi ít thì nó nhận được cái số tiền 800 là đúng rồi mọi người ạ. Bây giờ thì Sang sẽ chạy vào thăm anh Lăng nha.
Sao chạy xe nãy giờ thì cũng tới vườn anh Lăng rồi nha mọi người. Đường này nay khó đi thiệt. Ôi điều hôm nay trúng bông quá ha. Đây đây là cái vườn đang canh phát cỏ anh Lăng. Đang coi phát cỏ. Phát cỏ điều. Anh Lăng thì đang xem phát cỏ mọi người. Đây là vườn của anh Lăng này. Quá trời bông luôn. Năm nay trúng. Năm nhuận trúng. Ôi trời, có trái luôn. Sớm dưới ta. Nãy phía dưới kia em thấy trái quá trời. Cao sản hả? Hay là điều thường thôi? Điều ghép à? Đây quá trời trái luôn. Nay thì lên không có thông báo cho mấy anh trước. Nay em lên trên đây thì định là ghé vườn, cũng ghé nhà anh Lăng chơi. Đi, đi về nhà chơi xíu. Đây, đi xem một vòng một vườn có mấy anh nè. Mấy anh thì thường ở trên đây thì làm vườn mọi người. Đất thì ở trên đây là đất đỏ đó. Đất đỏ Ba Giang này nên mọi người thấy là nó cây trái này kia rất là tốt. Ôi năm nay trúng đều rồi. Quá trời trái luôn. Tháng nữa chín nè. Đi. Ôi cái mít kia cũng nhiều trái nữa. Đi về nhà anh Lăng em ghé nhà chơi một xíu. Tại nay thì ghé mỗi nhà ghé một ít. Giờ thì mấy anh em sang cũng kiếm được anh Lăng em rồi. Giờ thì sẽ ghé qua nhà anh Lăng em. Nãy giờ thì cũng chạy tới nhà anh Lăng rồi nha. Giới thiệu mọi người đây là nhà của anh Lăng. Tiêu này được giá không anh Lăng? Sáu mấy thôi hả? Nhớ mấy năm trước 200 mấy luôn. Rồi giờ ghé qua nhà anh Lăng một tí xíu. Anh Lăng thì khỏi giới thiệu thì mọi người cũng quá quen rồi ha. Tại vì gần như video nào mà đi vô chứ. Bé mấy tháng rồi anh Lăng? 2 tháng. 2 tháng rồi. Nhỏ còn hơn con em một xíu. Con em 4 tháng rồi. Thôi ngồi. Anh Lăng thì khỏi giới thiệu mọi người cũng quá quen rồi ha. Tại vì gần như cái video nào mà có sang đi lên trên bảng thì cũng sẽ có mấy anh thôi. Nay thì em lên đây không có thông báo trước. Tại vì nay là ngày cuối năm 21 rồi. Còn có 9 ngày nữa tới Tết em lên đây để mà gọi là làm một cái video cuối năm phát lương cho mấy anh em vì một tháng qua đã đi cùng với em á. Thì Sang sẽ gửi tiền lương tháng này cho anh Lăng ha. Đó, anh Lăng thì tháng rồi đi cùng với em được 9 bữa ha. Ừ. 9 bữa với lại là ngày mai ngày mốt thì còn 2 bữa nữa thì Sang sẽ gửi luôn 2 bữa tiếp nha mọi người. Tại vì Sang sẽ ở trên đây quay thêm 2 cái video nữa. Thì anh Lăng thì cũng giống như là mấy đứa vậy đó. Thì cũng đã đi cùng với Sang từ cái ngày mà Sang bắt đầu làm. Anh Lăng là đi cùng với em từ năm 2020 ha. 2020 tính ra tới nay là 3 năm mấy rồi mọi người. Gần tròn 4 năm rồi. Thì ai đi lâu á, thì Sang sẽ gửi. Thì mấy anh em Sang cũng nói trước rồi. Thì là 1 triệu 3 một ngày. 11 ngày của anh Lăng thì là 14.300.000 nha. Anh Lăng thì có tiền 100 trong đây là 14.300.000. Rồi gửi anh Lăng luôn. Đếm lại nha. 14.300.000 từ tháng này. Còn một phần nữa là phần thưởng Tết nữa. Thưởng Tết thì một xíu nữa em ghé hết nhà của mấy anh kia xong á mình sẽ ngồi lại làm cái bữa tiệc. Xong mình thưởng Tết sao? Giờ thì ghé cho mọi người xem sơ nhà anh Lăng này cũng như là thăm mấy anh ha. Giờ có lẽ là em chạy qua nhà anh Bảo cái. Nhà anh Bảo cũng gần đây. Ghé qua nhà anh Lăng xong mọi người. Giờ thì Sang sẽ chạy qua nhà anh Bảo. Mà hôm nay thì anh Bảo đang phát cỏ cho vườn. Đi về nhà anh Bảo xíu. Em ghé thăm nhà anh Bảo xíu. Trưa rồi, 11 giờ mấy nghỉ trưa thôi. Đang làm với có 2 người thôi anh Bảo. 3 người. Đi. Em ghé qua nhà anh Bảo thôi. Anh Bảo thì mọi người cũng quá quen rồi đúng không? Video nào mà có Sang rồi có mấy anh thì tất nhiên là sẽ có anh Bảo anh với mấy anh. Đi. Nghỉ trưa đi ha. Trưa rồi. Đi về ghé nhà anh Bảo một tí xíu rồi thăm nhà anh Bảo nha mọi người. Để mà thăm nhà anh Bảo, giới thiệu mọi người thì đây là nhà của anh Bảo nha. Đâu rồi ta? Đây. À. Đây. mọi người hỏi quá ghé nhà anh Bảo chơi một tí xíu. Với lại là nay thì cũng là còn có 9 ngày tới Tết nên em ghé nhà anh Bảo để tổng kết cái tiền lương tháng rồi. Thì tháng rồi anh Bảo
Tháng rồi là anh Bảo đi cùng với Sang cũng như anh Lăng á mọi người, là được 9 ngày. 9 ngày thì cũng như anh Lăng thì anh Bảo đã đi cùng với Sang từ năm 2020 nhỉ. Cái này 4 năm rồi, 4 4 năm rồi, cũng như anh Lăng á, đi cùng đợt với anh Lăng á thì từ 2020. Thì Sang với mấy anh em Sang thì cũng đã tính nhau trước hết rồi, thì anh Bảo thì là 1,3 triệu một ngày giống như anh Lăng, thì đây là tiền lương tháng rồi của anh Bảo ha. Còn hai ngày nữa là ngày mốt với bữa kia là phụ em làm cái Tết nữa, nên là 11 ngày nha mọi người, 11 ngày thì là 14,3 triệu. Gửi anh Bảo này. Ráng đi, năm sau ráng đi nhiều hơn, tại vì năm nay đầu năm thì anh Bảo có việc quá nhiều việc bận mọi người, năm nay thì ráng đi nhiều hơn. Với lại là một tí tí xíu nữa xong là mấy anh em mình làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ, lại em thưởng Tết cho mấy anh em sao, lát qua bên kia ha. Rồi giờ chắc em đi qua nhà anh Nghĩa. Nhà của mấy anh thì nói chung cũng gần nhau thôi mọi người, nhà anh Lăng thì phía sau kia, còn đây là nhà anh Bảo, còn phía dưới kia ở chỗ kia là nhà anh Nghĩa nha. Giờ thì Sang sẽ chạy xe đường này xuống nhà anh Nghĩa để xem anh Nghĩa có nhà hay không. Còn nhiều anh nữa nên mỗi nhà Sang sẽ ghé một tí xíu nha mọi người, chứ ghé là nhiều lâu quá thì sợ là chiều không kịp á. Đi được không ta? Giờ thì Sang chạy qua bên nhà của anh Nghĩa nha mọi người để thăm anh Nghĩa. Thì đợt rồi là cuối năm anh Nghĩa thì cũng bận nhiều việc quá nên đi với Sang thì cũng được có 5-6 ngày thôi. Nay thì cũng là ngày cuối năm á, em ghé để mà gửi tiền tháng này của anh Nghĩa. Thì tháng rồi anh Nghĩa đi cùng với Sang được 5 ngày mọi người. Thì Sang gửi cho anh Nghĩa là 6 triệu rưỡi, à là 6 triệu 6. Ráng là đầu năm thì đi với em nhiều hơn nha. Thì cuối năm nay thì anh Cảm ơn Nghĩa anh nhiều nhé. cuối năm nay anh Nghĩa bận nhiều việc quá mọi người. Một một xíu nữa là còn phần thưởng Tết đó. Xíu nữa là qua bên rẫy mình cũng dịch đi rồi mấy anh em mình ăn uống bữa tiệc cuối năm mọi người, thì gửi tiền thưởng Tết cho mấy anh sao. Mang lên mình em lên mình đặt để mình ở đây 2-3 bữa đó. Đây giới thiệu mọi người, đây nhà anh Nghĩa nha. Rồi giờ thì thăm nhà anh Nghĩa xong thì sẽ chạy qua bên nhà của anh Huân cho mọi người. Nhà anh Huân thì cũng gần đây. Anh Nghĩa này là em của anh Huân nha. Ghé xong nhà anh Nghĩa xác định là chạy qua nhà anh Huân, nhưng mà thôi để nhà anh Huân là cái nhà mình sẽ ghé thăm cuối cùng nha. Giờ thì xe đang chạy xe qua bên nhà của anh Hoàng với anh Hàng nha mọi người. Hai anh này là ở cùng bản với anh Huân nhưng mà khác thôn nha. Thôn của anh Huân thì tổng tích ở dưới kia mọi người, còn thôn của anh Hoàng thì mút ở trên đây, phải chạy một đoạn đường xa xa thì mới tới được cái thôn của anh Hoàng, tại vì cái bản của trên Huân cũng rộng. Thì Sang trước khi vào nhà anh Hoàng thì Sang nói sơ cho mọi người hiểu rõ, thì anh Hoàng với anh Hàng là hai anh đã đồng hành cùng với Sang từ rất là lâu rồi, cũng từ năm 2021 tới nay thì cũng 2 năm mấy rồi. Nhưng mà hai anh này thì ít khi xuất hiện trong video của Sang nha. Có thể là một năm chỉ đi cùng với Sang được khoảng 5-6 7 cái video thôi. Tại vì hai anh có nhiều vườn tược, có quá nhiều công việc bận luôn, nên chỉ vào mùa ong hoặc là thời gian rảnh mới đi cùng được với Sang. Nên tất nhiên là cống hiến dành cho video của Sang thì nó sẽ ít hơn mấy anh Huân, anh Nghĩa này kia, anh Lăng này kia, nên cái số tiền mà Sang gửi cho hai anh thì nó cũng thấp hơn một chút, là 800 ngàn một ngày đó. Nên cho mọi người cũng dễ hiểu và thông cảm cho Sang, tại vì người đi nhiều, đi trước và đi đi cùng với Sang trong một năm nó nhiều quá thì tất nhiên là Sang sẽ gửi nhiều hơn. Còn nếu như mà mấy anh có thời gian rảnh nhiều hơn, đi cùng với Sang nhiều hơn thì tất nhiên là Sang sẽ phải gửi tăng lên rồi ha. Để cho mọi người dễ hiểu nha.
Bây giờ thì Sang lại tiếp tục chạy xe này qua bên bản của anh Hoàng nha mọi người, thăm nhà anh Hoàng. Hoàng ơi, anh Hàng đâu rồi? Anh Hàng đâu rồi? Giới thiệu mọi người, đây là nhà của anh Hàng nha. Cái đợt trước mình đã ghé vào để bắt mấy con gà đó. Này không biết là có nhà hay không. Ôi, gà quá trời luôn. Anh Hàng đâu rồi? Có anh Hàng nhà không? Không biết hả? Không thấy có nhà hả? Không biết đi đâu luôn. Cho đi săn đây hả? Đâu được mấy con? Nãy giờ thì Sang cũng kiếm được anh Hàng rồi nha mọi người. Khi nãy thì anh Hàng chạy vào trong vườn á để làm ở trong đó. Giờ thì vừa mới kiếm. Ui, bốn con này đẹp quá ta. Biết đi rừng chưa anh Hoàng? Cái con mẹ kia là biết đi rừng rồi hả? Nay thì ghé anh Hàng chơi một tí xíu, tại vì là ngày ngày cuối năm. anh Hàng thì mọi người cũng quá quen rồi ha. Hôm bữa là anh Hàng đi với em được năm hôm với ngày mai phụ em hai thêm hai bữa nữa nha, nên em gửi cho anh Hàng đây tặng gửi anh Hàng nha. Còn còn cái phần thưởng Tết nữa thì năm qua đi cùng với em, chắc là xíu nữa qua bên trò em ha, em gửi luôn. Bây giờ thì có lẽ là em sẽ chạy qua bên nhà của anh Hoàng. Cái Hoàng nhà đâu ta? Cái đoạn nè, lúc có ghé một lần rồi mà không nhớ phải đúng nhà Hoàng không? Nghe đây này. Đi một đoạn bữa hổm thì tưởng nhà trên kia. Đang ở nhà bố. Mấy tuổi rồi anh Hoàng? Gần 2 tuổi. Sợ à? 2 tuổi. Còn chim này kia. Nay thì ngày cuối năm á, đợt rồi anh Hoàng đi với em được 4-5 ngày. Nay em ghé để gửi cái tiền tháng rồi. Với lại xíu nữa chạy qua bên chòi ha. Chơi với... Đây, em gửi. Không có tay cầm. Đấy, rồi, cầm cảm ơn nha. Dạ. Rồi. Xíu nữa chạy qua bên chòi em gửi thêm phần thưởng Tết nữa. Giờ em chạy qua anh Huân, qua ghé nhà anh Hoàng một tí xíu. Đi ngoài nhà uống nước đã. Hả? Được rồi, xíu qua kia mình làm bữa tiệc nữa. Em sợ trễ chiều. Nhà anh Hoàng nhà anh Hoàng trồng quá trời bông xung quanh nhà luôn. Nhà xinh. Em ghé nhà của anh Hoàng với anh Hàng để thăm hai anh xong thì Sang chạy qua bên vườn nhà Sang để mà kiếm anh Huân nha. Tại vì hôm nay thì anh Huân đang làm trái sầu riêng ở bên vườn nhà Sang á. Giờ Sang cho mọi người xem thành quả của anh Huân này. Mọi người thấy cây sầu riêng ở đây không? Bắt đầu nó đang ra bông rồi. Mọi người thấy bông sầu riêng ở phía sau lưng Sang không? Quá trời luôn, nghẹt cả một cái nhánh cây ở chỗ này luôn ha. Đợt này là đợt năm đầu tiên mà mấy anh em Sang làm trái nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Nên cây sầu riêng thì nó cũng không được đều lắm. Với lại trên đây nó gió mọi người, nên một số cây thì nó bị giạt nhánh ở kia. Mà thôi, năm sau rút kinh nghiệm sẽ cố gắng là làm được nhiều hơn. Giờ thì anh Huân thì đang quay máy nổ phía dưới kia để tưới sầu riêng á, chắc là tưới phía dưới đó. Giờ Sang với mọi người mình sẽ xuống để xem anh Huân làm gì nha. Thì có lẽ là mọi người quá quen thuộc rồi đúng không? Anh Huân đã đồng hành cùng Sang từ cái năm 2019 mọi người, đến nay thì cũng đã là gần 5 năm rồi. Sang bắt đầu đi quay từ 2018. Sau một năm là quen được anh Huân, và anh Huân đã đi cùng với Sang đến nay 5 năm. Thì trong những cái video mà Sang quay trên bảng có anh Huân thì mọi người cũng có thể cảm nhận được là cái sự vất vả của mấy anh ở trên đây như thế nào. Nhưng mà tiên phong đầu tiên phải nói là anh Huân, người đã cống hiến cùng với cái kênh Sang Vlog của mình rất là nhiều luôn. Thì
cái lúc mà Sang mới quen anh Huân á, Sang cũng có quay một cái video trả lương cho anh Huân. Thì lúc đó Sang có nói mọi người á, là Sang gửi cho anh Huân là 800 ngàn một ngày năm 2019. Và đến năm 2022 thì Sang cũng có quay một lần cái video trả lương. Thì lúc đó Sang gửi cho anh Huân là 1 triệu rưỡi một ngày. Và đến nay á, là năm 2023, tức 2024. Thì tất nhiên sau những năm mà anh Huân cố gắng và anh Huân cống hiến á, thì cái số tiền sẽ tăng lên. Và đến ngày hôm nay á, Sang hiện tại đang gửi cho anh Huân là 1 triệu 8 một ngày. À, quay máy để tưới sầu riêng mọi người. À, cái máy nó hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Ở phía đây có mấy anh đang phụ anh Huân phát cỏ đó mọi người. Tại vườn nhà Sang nó cũng rộng rộng á, nên phải 2-3 người làm thì mới kịp thôi. Cái ao phía dưới đây thì nó cạn hết nước rồi, nó cạn khô nước rồi, nên anh Huân dời cái máy lên cái ao nhỏ phía trên đây để lấy nước, cái ao phía trên đây để tưới nè. Từ đây nhìn lên mọi người thấy cái vườn không? Khi mà quay máy để tưới cái nước đó mọi người, thì phải tháo dây cu ro ra. Xong máy nổ rồi bắt đầu mới gắn dây cu ro vào nha mọi người, chứ không là không bao giờ quay nổi. Nó nặng lắm, tại vì cái máy này là cái máy D30 á, nó mới đẩy nước được lên trên đồi. Tại vì vườn ở đây nó dốc, nó cao quá mọi người. Rồi, đây cây này ra bông quá trời luôn. Anh Huân thì đang quay xanh yếu như ta. À, cái này là khóa loại rồi, nó ra nước vậy ha. Cái cây này nó cũng ra bông nè mọi người, nhưng mà có cái là năm đầu tiên mấy anh em Sang cũng chưa có kinh nghiệm á, nên nó ra chưa có đều lắm. Mà như vậy là được rồi, tại vì đây là năm bối mọi người. Cây này thì quá to luôn. Như cây này mình lấy được khoảng 40 kg không anh Huân? 20 cái ha. Cây này to lắm nha mọi người. Nhìn trong video thì thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ ở ngoài đứng thì cảm giác là nó cao phải 5-6 mét. Cao lắm. Đây là công sức chăm sóc của mấy anh em Sang. Ra bông đầu tiên nha. Hy vọng là năm nay sẽ có thành quả để quay tiếp cho mọi người xem. Mọi người thì Sang chắc là không quay nhiều quá, tại vì khi nào mà nó ra trái có thành quả thì tiếp tục quay cho mọi người xem, chứ giờ nó mới là bông thôi. Nó công lại sợ là nó không có thành quả nhiều quá, thất vọng mọi người. Thì hôm nay em lên trên đây tại vì cũng là còn có 9 ngày nữa tới Tết ha. Với lại là em gửi cái tiền mà tháng rồi anh Huân đã đồng hành cùng với em. Thì tháng rồi là anh Huân đi được 6 ngày, với ngày mai ngày mốt là 2 ngày nữa nha, 2 ngày phụ em làm cái bữa tiệc Tết nữa. Thì đây là cái số tiền mà Sang gửi cho anh Huân nha mọi người. Thì anh Huân là một cái người mà người anh lớn nhất ở trong cái kênh của Sang. Thì cái gì cũng là anh Huân, nếu mà đi rừng nha, cái gì thì cũng là anh Huân đi đầu tiên. Thì tất nhiên là tiền của anh Huân sẽ là nhiều nhất trong cái kênh của mình luôn. Thì Sang gửi cho anh Huân là đây 1 triệu 8 một ngày và 8 ngày.
Bây giờ là chắc bé để quay gì thôi ha. Chạy về nhà anh Huân, cái này là mấy anh em sang sẽ mừng con vịt mọi người, một con vịt gì đó, ghé nhà anh Huân chơi một xíu với lại thưởng Tết cho mấy anh em nữa. Giờ thì đi chắc đi về nhà anh Huân đi ha. Nói thì không biết nói gì. Thôi thì năm nay hy vọng là mùa ong hai anh em sang sẽ còn bắt được nhiều tổ ong hơn nữa. Vậy là nãy giờ Sang cũng đã phát lương cho mấy anh xong hết rồi nha mọi người. Bây giờ thì sẽ quay về nhà anh Huân để thăm nhà anh này, cũng như là Sang sẽ làm một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ ăn uống bên đó để thưởng cái tiền Tết cho mấy anh, vì một năm qua đã đi cùng với Sang, đồng hành với Sang và cố gắng phát triển cho cái video của mình ha. Nhiều người hỏi Sang á, trả nhiều như vậy rồi Sang còn có dư hay không, thì mọi người thử cảm nhận nha. Bây giờ 1 triệu lượt xem trên YouTube sẽ kiếm được khoảng đâu đó 15, 16 triệu mọi người. Nói thật cho mọi người luôn, 1 triệu lượt xem sẽ kiếm được khoảng 15, 16 triệu. Nhưng mà một chuyến đi vào trong rừng 3 ngày 2 đêm mà Sang quay được một cái video trong rừng cùng với mấy anh á, thường đi là 4 người, cứ mỗi người mà đi 3 ngày 2 đêm với Sang á, thì Sang sẽ gửi khoảng 3 triệu 1, 3 triệu 2. Tại vì đi thì thường sẽ ở trong rừng 2 ngày 2 đêm thôi, còn ngày thứ 3 là sẽ đi về, tới khoảng tầm 8-9 giờ là về tới nhà rồi, nên không thể nào mà gửi tính 3 ngày được. Thường là sẽ gửi khoảng 3 triệu cho mấy anh. Thì 4 người, thường là đi 4 người, 4 người là hết 12 triệu rồi. Thì tính ra 1 triệu lượt xem thì được 16 triệu đi, thì gửi hết cho mấy anh là 12 triệu, thì Sang còn lại 4 triệu. 4 triệu thì 1-2 triệu làm chi phí, còn bao nhiêu thì là tiền dư Sang tiết kiệm lại dành dụm để mà lo cho gia đình. Vậy thôi, Sang thì không quá đặt nặng về cái vấn đề tiền nhiều hay tiền ít đâu mọi người. Quan trọng là mấy anh em Sang đi được bao lâu, đồng hành được như thế nào, và video Sang đăng lên đó, mọi người có thích hay không. Chỉ cần mọi người thích thôi là Sang đã vui, đã mừng lắm rồi, chứ không có dám nghĩ tới cái mức là mình phải xây nhà lầu, xe hơi này kia giống như những người khác mọi người ạ. Sang thì Sang sống bình dân mà, có sao thì Sang sống cũng được, có tiền nhiều thì xài nhiều một chút, mà không có thì xài ít một chút. Sang không có bị đè nặng quá cái vấn đề tiền bạc mọi người ơi. Nên Sang đi như thế này á, dạng như là chia sẻ cái doanh thu cùng với mấy anh gì đó, mấy anh hưởng bao nhiêu thì Sang hưởng bao nhiêu vậy thôi. Nên cái tình cảm của mấy anh em Sang á, thì mọi người cũng có thể thấy nha, đi rất là lâu, rất là xa, đến nay là 5 năm rồi, mà hy vọng là còn nhiều năm tới nữa. Chỉ cần là mọi người yêu quý mấy anh em Sang là được. 24 Tết năm rồi á, thì Sang với mọi người mình ghé nhà anh Huân một lần. Năm nay thì cũng may mắn là ghé thêm một lần nữa để mà ăn cái buổi tiệc tất niên cuối năm cùng ở nhà anh. Thì nay thì cũng có đầy đủ hết mấy anh rồi. Nay thì buổi tiệc tất niên này thì mấy anh em Sang cũng làm đơn sơ thôi. Ở nhà có cái gì thì mình làm cái đó. Ở đây thì có hai con vịt, mấy anh thì đang làm tiết của nó để mà một con nướng với một con nấu cháo hay làm món gì đó. Nói chung cũng đơn giản. Cái nhà anh Huân thì cái khung cảnh phía sau mọi người xem này, rất là đẹp luôn. Đợt nào đi xuống đây thì Sang cũng lại đi phải phía sau đây, tại vì phía sau đây là nhìn được cái bảng đó mọi người. Đấy, nhìn được hết cái bảng ở chỗ này luôn nè. Xa kia là cái khu vực trường học huyện của cái bảng, xã của cái bảng. Bây giờ thì phụ mấy anh mừng hai con vịt xong ha, rồi mình làm cái bữa tiệc nhỏ nhỏ mọi người. Mấy anh thì đang nướng cái con vịt ở phía trên kia, còn Sang thì xuống mấy dưới đây một xíu. Tại vì Sang có việc như thế này. Năm qua thì nói thật với mọi người là một năm nói chung là cũng suôn sẻ với Sang trong cái việc làm video. Khi mà Sang làm những cái video với những cái thước phim lên á, thì cũng được nhiều người quan tâm và nhiều người ủng hộ xem video như là xem quảng cáo để Sang có cái kinh phí. Thì Sang cũng dành dụm, trong năm qua thì Sang cũng dành dụm ra được một ít tiền để sửa nhà cho sau. Xong sau đó thì Sang xây nhà cho mẹ, rồi tiếp theo là xây cho Tuấn, tặng Tuấn một căn nhà. Thì cuối năm thì Sang cũng bị một số vấn đề là con của Sang nó bị bệnh gần gần hai tháng luôn, là Sang không có đi quay video được. Đó là một cái nuối tiếc lớn nhất của năm nay. Nên cuối năm nay thì Sang không có dư nhiều, nói thật cho mọi người là Sang không có dư nhiều.
nên hai vợ chồng thì cũng cố gắng là dành ra một phần để mà thưởng Tết cho mấy anh em ở trong tem. Thì ngày hôm qua Sang có nói với mọi người là mấy đứa nhỏ thì Sang thưởng cho mỗi đứa là 6 triệu, thì mấy anh ở trên đây cũng vậy thôi mọi người. Sang cũng muốn thưởng nhiều hơn, nhưng mà cái khả năng của Sang nó chỉ có như vậy thôi, nên Sang chỉ thưởng như vậy ha. Thì Sang cũng chuẩn bị đây mọi người, đây là những cái phần tiền mà Sang đã chuẩn bị rồi. Thì mỗi phần như thế này là 6 triệu, mỗi phần như thế này là 6 triệu để tặng cho để thưởng Tết cho mấy anh. Ngồi nướng cái con vịt mọi người, thì kêu mấy anh xuống đây, tại vì hôm nay thì khi nãy thì em cũng ghé nhà mấy anh rồi để mà gửi tiền lương. Còn đây là cái phần tiền mà năm qua thì em cũng dành được một ít để thưởng Tết cho mấy anh, thì một năm qua đã đồng hành cùng với em ha. Thì gửi cho anh Hưng đầu tiên. Còn hàng đâu ta? Thiếu một người ha, anh hàng thì chạy về rồi mọi người, nên một xíu sẽ gửi sau. Thì nói chung là cũng cảm ơn mấy anh em năm qua rất là nhiều ha. Hy vọng là năm nay thì mình sẽ đi được nhiều chuyến đi rừng hơn, bắt nhiều ong hơn, kiếm nhiều cá hơn ha. Kiếm nhiều tiền hơn, tất nhiên mình sẽ cố gắng rồi. Thôi giờ có lẽ là thôi lên nhà anh Huân ăn một cái bữa tất niên cuối năm. Rồi ngày mai Sang còn nhiều việc để mà quay cho mọi người xem lắm. Hẹn mọi người ngày mai. Sang với mọi người á, mình tiếp tục đi qua nhà của một anh đó nha. Cái anh này thì cũng có đồng hành trong những cái video của Sang vào cái khoảng thời gian cuối năm á, thì cũng đi được 5-6 cái video gì đó. Thì mọi người nào mà xem video mà của mấy anh em Sang gần đây á, thì sẽ thấy được cái anh này. Giờ thì Sang sẽ vào thăm anh á, tại vì anh ngày hôm qua á, không may là bị một cái vụ tai nạn nhỏ nhỏ, không có đi lại được, giờ phải nằm ở nhà. Giờ mình sẽ vào thăm nha. Đi. Nhà nào? Ồ, cái nhà này cái gỗ nhìn đẹp quá ha. Cái ván này chắc nước mưa nó đâu có dột ha. Chiến hữu sao rồi? Ôi, chiến hữu. Đi đi. Sao rồi, khỏe không? Gì rồi? Khỏe không anh? Hôm qua đi té xe hả? Ơi, cuối năm rồi. Còn đi được không? Ôi, còn được mà, không sao đâu, ngày mai còn đi được. Nay thì em ghé nhà của mấy anh. Thì hết cứ ngồi đi. Thăm mấy anh này, cũng như là gửi cái tiền lương cuối năm á, mà đợt anh đi với em đấy. Đầu tiên là cái này cầm đi, cầm này trước. Cái này là 5 ngày. Cũng như ở đây nè, ở đây là thưởng Tết. Tại vì cũng mới đi nên nó ít hơn một chút. Cố gắng là năm sau đi nhiều hơn nha. Đây, em gửi thưởng Tết rồi, ok. Giờ thì lát qua bên anh Huân chơi nha. Rồi mau khỏe, còn đi rừng nữa. Nhìn cái chân này sao không quay được đâu, tại vì nó nhìn nhiều máu quá. Rồi, qua bên anh Huân chơi đi. Là tiền lương á, Sang cũng đã gửi cho mấy anh xong. Tiền thưởng thì cũng đã gửi xong rồi mọi người. Video ngày hôm nay á, thì xin phép mọi người Sang nói chuyện hơi nhiều một chút, nói áp hết cả mấy anh. Mấy anh không nói được gì hết, mọi người hết sức thông cảm cho Sang ha. Thì tổng cộng sau 2 chuyến, chuyến đầu tiên là gửi cho mấy đứa nhỏ, thì ngày hôm qua Sang có tổng cộng là 81 triệu. Còn tất cả mấy anh ở phía trên đây á, là 101 triệu. Sau 2 đợt toàn bộ tem, nói chung là toàn bộ tem, tổng cộng lại là 182 triệu vừa lương và vừa thưởng tháng cuối năm ha. Thật sự mà nói 182 triệu với một tháng đối với Sang á, là nó quá nhiều luôn mọi người. Thậm chí Sang với vợ á, cũng phải lấy tiền nhà ra để trả, chứ tháng cuối năm này á, thì không có đủ nha. Nhưng mà thôi, đôi khi có những thứ á, mà tiền chưa chắc mua được. Đó là tình cảm của mấy anh em Sang. Nhờ vậy mà mấy anh em Sang đã gắn bó, đã đồng hành cùng với nhau rất rất là lâu tới ngày hôm nay rồi. Nhiều người làm video khác á, người ta đã mua nhà, xây nhà, mua xe hơi. Còn riêng bản thân Sang thì Sang vẫn cứ vậy thôi. Tại vì Sang cảm giác được rằng cuộc sống của Sang đã ổn rồi. Sang không phụ thuộc quá vào đồng tiền, nên Sang cảm giác nó ổn với Sang rồi.
Thôi thì video ngày hôm nay cũng rất là dài rồi, nên thôi thì sẽ tạm dừng clip tại đây để mà vào nhà mấy anh để ăn uống cho nó thoải mái. Làm bữa tiệc tất niên thì cũng nói chung là cũng ăn uống thôi, không có gì quá gì nhiều để quay cho mọi người xem á. Hẹn mọi người trong video ngày mai, tại vì ngày mai Sang còn ở trên bản này để mà làm một cái phi vụ rất rất là đặc biệt. Mọi người nhớ xem video ngày mai nha.